Dạ, dạ con xin chào các cô chú đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Hôm nay nhà con tiếp tục về lô bông trang đỏ, bông trang vàng với một số phôi giấy ạ. À, mong được giao lưu cùng các cô chú, số điện thoại là 0939707168 là số Zalo của cô chú. Con xin phép vô mã số 1 ha. Này mã số 1 là bông trang đỏ cô chú. Dạ, chiều cao là 20. Hoành 17. Dạ, mã số 1 là 300.000. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Dạ, chiều cao là 23. Hoành là 15. Dạ, mã số 2 là 400.000. Bông trăng đỏ lá nhỏ nha cô chú. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Dạ, chiều cao là 16. Hoành là 18. Mã số 3 400.000. Tiếp theo là mã số 4. Dạ, hoành tại trí là 19. Chiều cao là 25. Dạ, mã số 4 là 400.000 cô chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Ủa, mã số 5. Đây nè, lộn con lộn chú ơi, đây mã số 5. Dạ, hoành tại trí là 20. Chiều cao là 20 luôn. Mã số 5 là 400.000. Tiếp theo là mã số 6. Hoành chạy trí là 15. Cao là 21. Và mã số 6 là 400.000. Tiếp theo là mã số 7. Cũng trang đỏ cô chú. Hoành là 15. Cao là 24. Dạ, mã số 7 là 450.000. Nó lên mầm hết trơn cô chú ơi, sống khỏe rồi nha. Lên mầm hết trơn rồi đó. Dạ, tiếp theo là mã số 8. Tại vị trí này là 20. Cao là 20 luôn. Mã số 8 450.000. Dạ, tiếp theo là mã số 9 cô chú, cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn nha. Này cây, mấy cây này nhỏ mà có đế có củ cô chú ơi. Dạ, quanh tại vị trí này là 17 ạ. Chiều cao là 20, nó lên mầm sống khỏe nha cô chú. Mã số 9 là 450.000 ạ. Này giá mềm dễ chơi cô chú ơi. Dạ, tiếp theo mã số 10. Dạ, hoành tại trí này 15 ạ. Chiều cao là 20. Mã số 10 là 500.000. Dạ, tiếp theo là mã 11.
Dạ, hoành tài trí nè 20. Cao là 22. Mã 11 là 400 ngàn. Cái cũ già chân chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã 12. Này là mã 12 là trang vàng nha cô chú. Từ 1 đến 11 là trang đỏ, từ mã 12 lên là trang vàng nha. Cô chú chốt theo mã số màu con nha. Ví dụ có kia yêu cầu con chụp hình lại á, thì con chụp lại cho cô chú coi nha. Dạ, hoành là 18 ạ. Cao là 19. Dạ, mã 12 450 ngàn. Dạ, tiếp theo là mã 13. Có củ đế rồi cô chú ơi. Hoành là 21. Cao là 22. Mã 13 là 700 ngàn. Tiếp theo là mã 14. Dạ, hoành là 17. Cao là 27. Mã 14 650 ngàn. Tiếp 18. Đúng rồi. Tiếp theo là mã 15. Con lộn cô chú, có gì con sơ sót cô chú không cảm bỏ qua con nha. Dạ, hoành là 19. Chiều cao đến mặt bầu là 30. Dạ, mã 15 là 600 ngàn. Dạ, tiếp theo là mã 16. Con này cũng khôi trang vàng nha cô chú. Con xử lý keo bầu rễ hết rồi nha. An toàn, nó lên mầm luôn rồi. Dạ, hoành là 16. Cao là 23. Mã 16 là 450 ngàn. Tiếp theo là mã 17. Dạ, hoành là 17. Cao là 25. Mã 17 500 ngàn. Dạ, tiếp theo là mã 18. Dạ, hoành là 18. Cao là 20. Dạ, 18 là 600 ngàn. Có đế cũ nè cô chú. Con bư ra nè. Dạ, tiếp theo là mã 19. Dạ, hoành là 17. Cao là 21. Mã 19 600 ngàn. Dạ, tiếp theo là mã 20. Cây này dáng quái nè cô chú. Dạ, hoành là 22. Cao là 30. Mã 20 650 ngàn. Dạ, tiếp theo là mã 21. Dạ, hoành là 20. Cao là 24. Mã 21 700 ngàn. Tiếp theo là mã 22.
Hoành là 15, cao là 21, mã 22 450 ngàn. Cái này trang vàng nha cô chú. Ví dụ cô chú yêu cầu con chụp hình lại, con chụp để nha. Bên đây. Tiếp theo là mã 23. Dạ hoành là 20, cao là 20 luôn. Dạ mã 23 450 ngàn. Dạ tiếp theo là mã 24. Dạ hoành là 18, cao là 19. Mã 24 500 ngàn. Tiếp theo là 25, cũng là phôi chân vàng nha cô chú. Dạ hoành là 19, có đế có rễ luôn cô chú. Cao là 22. Này mã 25 600 ngàn. Tiếp theo mã 26. Hết biết bộ đế luôn cô chú ơi. Hoành 17, cao là 21, nguyên bể luôn. Dạ mã 26 800 ngàn. Tiếp theo là mã 27. Dạ, hoành là 20, cao là 28. Dạ, mã 27 là 700 ngàn. Dạ, tiếp theo là mã 28. Dạ hoành hết chỗ này là quầy vị trí 25. Ở trên bao nhiêu? Ở trên là 16, cao là 23. Dạ mã 28 là 500 ngàn. Dạ tiếp theo là mã 29. 29 này con có 1 cặp nha. Cái này là cái này một cặp nữa chú. Dạ, hoành là 12. Bên đây là hoành 13. Chiều cao là 32. Chiều cao đây là 43. Dạ là mã 29 là trung nu, là cặp này 500 ngàn ạ. À. Con có 1 cặp duy nhất nè cô chú. Dạ. Dạ tiếp theo là con lên phôi giấy nha. Cái này giấy Mỹ nha cô chú. Con về được có mấy phôi à? Dạ hoành chỗ này là 24 ạ. À. Hoành cũ là 40. Dạ chiều cao là 40 luôn. Cái này bông giấy Mỹ nha chú. Thôi nha. Dạ mã 30 là dạ là 1 triệu 400 ngàn ạ. À. Ba mươi ba mốt đây. Dạ tiếp theo là mã 31.
Này là bông giấy hai màu nha cô chú, màu tím với màu trắng nha, sắc pháo nha. Cái này mình chơi ván bài nè. Cái này là cây này là không phải với Mỹ nha cô chú. Dạ hoành là 26 ạ. Chiều bay của cây là 53. Dạ mã 31 này chịu 2 cô chú, con không có bao chậu nha, tại chậu sành này con gửi bể con bó bầu cho chú nha. Tiếp theo là mã 32. Cái này 32 là bông trang cô chú. Cái này bông trang xưa mình nha, bông trang không phải bông trang công nghiệp hồi xưa, cây này mười mấy năm rồi. Cái này bông trang đỏ. Con xin đo hết cái cụm nha, rồi con đo cái. Tổng cụm này là 34. Hoành thăng của đại diện một thăng là 13. Dạ, cái này mã 13 là 1 triệu 2 cô chú. Mã 32 là 1 triệu 2. Dạ, tiếp theo là mã 33. Này cũng phôi trang xưa cô chú. Nguyên bộ đế ngủ quá trời. Đẹp luôn nè. Con xin đo tổng cụm. Dạ tổng cụm của lộn dây, con lộn lại dây cái đã. Tổng cụm của cây là 33. Một để con đo một thân ha, một thân đại diện. Một thân đại diện là 12. Dạ chiều cao là 43. Cái này trăng đỏ luôn cô chú. Dạ mã 33 là 1 triệu 6. Dạ tiếp theo là mã 34 rồi. Không, 37. 36. Đây. Dạ tiếp theo là mã 34. Này trăng đỏ luôn không chú. Con xin đo hạ tổng hạo tổng coi tới cái cụm này nha. Dạ tổng cụm là 40. Một thân đại diện của cành. Dạ thân đại diện là 10. Chiều cao là 43. Dạ này mã 34 là 1 triệu 3. Đây. Tiếp theo là mã 35. Bông giấy nha cô chú. Hồi nãy con ship lộn xộn á, con quên ship bông giấy theo một cái á. Này phôi giấy Mỹ nha cô chú. Dạ hoành thăng là 20. Cao là 32. Mã 35 600 ngàn. Này giấy Mỹ luôn chú. Dạ tiếp theo là mã 36. Bam sáu cũng phôi với Mỹ luôn cô chú ơi. Dạ hoành là 16. Cao là 37. Dạ cây này quái lắm cô chú ơi, nhìn nó lạ quá à.
Mã 36 này 600 ngàn. Tiếp theo mã 37. Mã 37 là mã cuối clip nha cô chú. Con chỉ lên bông trang với phô giấy không à, có hai loại à. Cây này cũng quái nè cô chú ơi. Dạ hoành tại trí này 25. Cao mặt bầu là 44. Có đuôi luôn nè cô chú. Dạ mã 37 là 800 ngàn cô chú ơi. Dạ mã 37 là mã cuối cùng trong clip ngày hôm nay con ạ. À. Dạ cuối clip con xin chân thành cảm ơn các cô chú đã xem kênh và ủng hộ cho con và ủng hộ cho kênh. Con xin hết ạ. À.